Thời gian qua, không ít tài xế, taxi hoặc là xe ôm đã trở thành nạn nhân của các đối tượng trộm cướp. Như tại An Giang, một tài xế xe ôm tưởng tìm được một vị khách đi xe vào đêm tối, nhưng không may đã gặp phải một kẻ bất hảo, có ý định giết người và cướp tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Minh Thuận, 28 tuổi, trú xã Quốc Thái, huyện An Phú, để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Kết quả điều tra bước đầu xác định do không có tiền tiêu xài nên Hồ Minh Thuận nảy sinh ý định tìm những người chạy xe Honda ôm ở khu vực chợ Đồng Kỳ để giết và cướp tài sản. Khoảng 21 giờ ngày 27 tháng 9, Thuận đeo khẩu trang, cầm dao, đi bộ đến chợ Đồng Kỳ, kêu một tài xế xe ôm chở Thuận đến cầu Long Bình. Khi đến khu vực ít người qua lại, Thuận giả vờ nói dừng xe để đi vệ sinh, rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người tài xế xe ôm. Cùng lúc này, có nhiều xe máy chạy đến. Sợ bị phát hiện nên Thuận đã bỏ chạy, chưa kịp lấy tài sản của bị hại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 28 tháng 9, lực lượng công an đã bắt giữ được Hồ Minh Thuận,